Chào mừng bạn đến với Newfoundland and Labrador, điểm đến cho cuộc sống mới của cả gia đình tại Canada. Newfoundland và Labrador là một tỉnh bang nằm ở cực đông của Canada, có nền kinh tế phát triển ổn định nhờ vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Đây cũng là một điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch trên toàn thế giới, người dân thân thiện, cộng đồng gần gũi, hỗ trợ lẫn nhau, cùng với nền văn hóa đa dạng, chính là một điểm nhấn cho cuộc sống tại tỉnh bang này. Ngoài ra, Newfoundland và Labrador còn là một điểm đến hấp dẫn cho những ai đang mong muốn làm việc lâu dài và định cư tại Canada. Với các chương trình định cư đa dạng, bạn có thể định cư tại Canada một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua tỉnh bang này. Chương trình Express Entry sẽ giúp cho bạn đạt được thị thực chủ nhân thông qua thời gian xét duyệt nhanh chóng chỉ từ 6 cho đến 12 tháng. Còn nếu như bạn là một người lao động có tay nghề, thì chương trình Skill Worker sẽ vô cùng phù hợp với bạn, giúp cho bạn được sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh bang Newfoundland. Ngoài ra, Newfoundland và Labrador còn là một trong 4 tỉnh bang thuộc chương trình định cư Đại Tây Dương, với yêu cầu đơn giản chỉ cần 1 năm kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ là CLB4, mang đến cơ hội định cư cho những người lao động có tay nghề cao. Đối với sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại một trường cao đẳng hoặc là đại học tại Canada, thì chương trình International Graduate sẽ tạo cơ hội để bạn tiếp tục công việc của mình tại tỉnh bang Newfoundland sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn mong muốn định cư tại Canada thông qua tài năng kinh doanh quản lý của mình, đừng lo lắng. Chương trình International Entrepreneur và chương trình International Graduate Entrepreneur sẽ đồng thời giúp cho bạn trở thành công dân của Canada và thực hiện sự nghiệp kinh doanh của mình tại tỉnh bang Newfoundland. Với Newfoundland và Labrador, cơ hội định cư Canada trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy liên hệ với Victoria ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và bắt đầu hành trình di trú của bạn.